Sedan hạng B là phân khúc khá chật chội với trên dưới 10 mẫu xe, đồng thời chiếm tỷ trọng doanh số cao nhất toàn thị trường. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, nhiều mẫu sedan hạng B có mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, thậm chí vượt xa cả những mẫu xe hạng A. Tuy vậy, thực tế lại chứng minh rằng, chưa hẳn những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất sẽ được đông khách hàng lựa chọn nhất. Những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc chỉ đứng cuối top 5, thậm chí còn không có tên trong danh sách. Dưới đây sẽ là top 5 mẫu sedan hạng B tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay do Car Times tổng hợp dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu do Cục Đăng Kiểm Việt Nam công bố, được tính toán theo 3 chu trình thử nghiệm tương ứng là đường hỗn hợp, đường trong đô thị và đường ngoài đô thị. Trong đó, mức tiêu hao nhiên liệu theo chu trình hỗn hợp sẽ là căn cứ chính xác nhất để so sánh mức tiêu thụ nhiên liệu giữa các dòng xe. Mẫu xe đứng thứ 5 trong danh sách này chính là Honda City 2021 với mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,68 lít trên 100 km tại đường hỗn hợp, 7,29 lít trên 100 km tại đường đô thị và 4,73 lít trên 100 km ở đường trường. Theo đó, khối lượng không tải của mẫu xe này nặng nhất phân khúc đạt 1.134 kg. Honda City 2021 mới được ra mắt khách hàng Việt vào cuối năm 2020 dưới dạng lắp ráp trong nước. Các phiên bản của City đều sử dụng chung khối động cơ 1.5 lít, sản sinh công suất 119 mã lực và mô men xoắn cực đại 145 Nm kết hợp với hộp số tự động CVT. Hyundai Accent 2021 ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm 2020 và thường xuyên xếp vào những vị trí cao trong top xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe này sử dụng động cơ 1.4 lít sản sinh công suất 100 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 132 Nm, đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Hyundai Accent được TC Moto lắp ráp trong nước với 4 phiên bản cùng mức giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng. Theo đó, phiên bản số sàn của Accent có mức tiêu thụ nhiên liệu được cho là khá ổn, phù hợp với những khách hàng lựa chọn sử dụng làm xe kinh doanh. Cụ thể, mức thông số được công bố của phiên bản này là 5,44 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp, 6,66 lít trên 100 km ở đường đô thị và 4,74 lít trên 100 km tại đường trường. Khối lượng không tải của mẫu xe này là 1,09 tấn. Theo số liệu được công bố, đứng ở vị trí thứ 3 chính là Kia Soluto, phiên bản số sàn, khi mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ mất 5,12 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp, 6,23 lít trên 100 km ở đường đô thị và 4,49 lít trên 100 km ở đường trường. Khối lượng không tải của Soluto là 1,03 tấn, thuộc hạng trung bình trong các mẫu sedan hạng B. Mẫu Soluto được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2019 và được trang bị động cơ xăng Kappa thế hệ mới, hút khí tự nhiên, dung tích 1.4 lít cho công suất tối đa 93 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 132 Nm. Phiên bản MT có hộp số sàn 5 cấp, trong khi bản AT là hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản số sàn của Mitsubishi Attrage là cái tên đứng thứ 2 trong top 5 xe sedan hạng B tiết kiệm nhiên liệu nhất. Cụ thể, mẫu xe này chỉ tiêu thụ 5,09 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp, 6,22 lít trên 100 km đường đô thị và tiêu thụ 4,42 lít trên 100 km ở đường trường. Khối lượng không tải của mẫu xe này khá nhẹ, đạt 875 kg. Mitsubishi Attrage 2021 bán ra tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với một phiên bản số sàn MT và hai phiên bản số tự động CVT. Tất cả 3 phiên bản này đều sử dụng động cơ Mivec 1.2 lít, sản sinh công suất cực đại 78 mã lực và mô men xoắn cực đại 100 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT. Mazda 2 chính là cái tên đứng đầu trong top 5 xe hạng B có mức tiêu thụ nhiên liệu ít nhất tại thị trường Việt Nam. Chắc hẳn thông tin này sẽ khiến không ít người bất ngờ bởi doanh số của mẫu xe đến từ Nhật Bản so với các đối thủ trong phân khúc là khá khiêm tốn. Theo công bố của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Mazda 2 sedan chỉ tiêu tốn 4,76 lít trên 100 km ở đường hỗn hợp, 5,77 lít trên 100 km ở đường đô thị và 4,18 lít trên 100 km ở đường trường. Thông số trên càng ấn tượng hơn khi khối lượng không tải của mẫu xe này lên đến 1.111 kg, nặng thứ 2 trong phân khúc chỉ sau Honda City. Hiện tại Mazda 2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với hai biến thể sedan và hatchback.
đều sử dụng động cơ 1.5 lít sản sinh công suất cực đại 109 mã lực và mô men xoắn 144 Nm, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Khá bất ngờ khi mẫu xe quốc dân Toyota Vios không xuất hiện trong danh sách top 5 mẫu sedan tiết kiệm xăng nhất, bởi mẫu xe này tiêu thụ 5,78 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp, 7,49 lít trên 100 km trên đường đô thị và 4,79 lít trên 100 km trên đường trường. Trên đây là top 5 mẫu sedan hạng B tiết kiệm xăng nhất. Bạn ấn tượng nhất với mẫu xe nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và đừng quên nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem clip hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!